Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ồn ào trở lại sau khi có tin Cộng sản Việt Nam vinh danh cán bộ an ninh tham gia trong vụ bắt cóc. Vụ Công an An ninh Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Bá Linh đưa về Việt Nam vào mùa hè năm 2017 này lại đang xôn xao trở lại trong dư luận sau khi truyền thông Slovakia và Đức đưa tin về việc 12 sĩ quan được trao huân chương vì đã tham gia trong kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức và trong khi đang xin quy chế tị nạn thì bị Công an Việt Nam sang Bá Linh bắt cóc đưa về Hà Nội vào cuối tháng 7 năm 2017. Phía Việt Nam nói ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú. Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra xét xử và bị lãnh án tù chung thân về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và vụ án mua bán đất ở khu đô thị Thành Hà A, Hà Nội. Các bức ảnh về buổi lễ tuyên dương do một trong những người được thưởng huân chương đã tự đăng trên Facebook cá nhân của mình, nhưng không lâu sau đó lại bị xóa. Trong một buổi lễ long trọng vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Bộ Công an, 12 sĩ quan công an đã được trao các huy chương hạng nhất, hạng nhì và hạng ba với chữ ký khen thưởng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Là một trong những giải thưởng cao quý nhất của Việt Nam vì có thành tích xuất sắc tham gia kế hoạch VT-17. Theo truyền thông Đức, các điều tra của nước này cho biết kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Bá Linh đưa về Việt Nam mang bí số VT-17. Huân chương chiến công hạng nhất được trao cho Nguyễn Đức Thoa, khi đó là cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Đức và là sĩ quan liên lạc của Tổng cục Tình báo Bộ Công an trong sứ quán. Ông Nguyễn Đức Thoa bị trục xuất khỏi Đức vào mùa hè năm 2017, chỉ vài ngày sau vụ bắt cóc diễn ra. Theo các điều tra viên của Đức, ông Nguyễn Đức Thoa đã chuẩn bị và giúp thực hiện vụ bắt cóc ở những thời điểm quan trọng. Người được thưởng huân chương thứ hai là Lê Thanh Hải, một nhà ngoại giao Việt Nam tại Bá Linh lúc bấy giờ. Các nhà điều tra Đức cáo buộc ông Lê Thanh Hải đã chở nạn nhân bị bắt cóc trong xe riêng từ Bá Linh đến thành phố Brno của Cộng hòa Czech để giao nạn nhân cho kẻ bắt cóc khác. Khi phiên tòa xét xử đồng phạm bắt cóc diễn ra tại tòa thượng thẩm Bá Linh vào năm 2018, tòa án muốn triệu tập Lê Thanh Hải làm nhân chứng. Tuy nhiên, ông này đã từ chối không ra hầu tòa lấy lý do là ông ta có quy chế miễn trừ ngoại giao. Chính Lê Thanh Hải là người đã ghi lại lễ trao giải trên trang Facebook cá nhân của mình. Truyền thông Đức và Slovakia kết luận những người đã tham gia trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Bá Linh về Hà Nội vào tháng 7 năm 2017 đã bị trục xuất khỏi Đức hoặc đang bị truy nã tại đây với lệnh bắt giữ. Nhưng họ được vinh danh ở Việt Nam cho thấy tòa thượng thẩm Berlin xác định vụ bắt cóc này là do Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm tổ chức là chính xác. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, phóng viên của hãng tin DPA của Đức tại Hà Nội đã hỏi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam về chuyện này, nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể. Trong một phiên xét xử, một đồng phạm tham gia hỗ trợ vụ bắt cóc của tòa án cấp cao ở Berlin năm 2018, nhân viên điều tra Đức đã trình bày sai sót về nghiệp vụ tình báo của Trung tướng Đường Minh Hưng, người đã sang Berlin chỉ đạo vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo lời của nhân viên đó, ông Đường Minh Hưng đã sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để đăng ký phòng khách sạn tại Berlin. Vụ bắt cóc hoàn thành, về tới Việt Nam, phát hiện khách sạn trừ nhầm tiền, ông Đường Minh Hưng đã gửi email đòi lại. Do trở ngại về ngôn ngữ, ông Hưng đã cho khách sạn số điện thoại một cấp dưới của ông vẫn còn ở Bá Linh để liên lạc giải quyết. Số điện thoại đó là của ông Lê Thanh Hải. Chính sơ hở đó đã giúp cho cơ quan an ninh Đức nhanh chóng lần ra các đầu mối của nhóm đi bắt cóc, dẫn tới các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và một số nhân vật trong cộng đồng Việt Nam ở Cộng hòa Czech. Ngoài ra, việc Thượng tá sĩ quan an ninh Lê Thanh Hải khoe chiến công trên Facebook đã giúp nhà chức trách các nước châu Âu biết luôn cả đội hình 12 sĩ quan công an, an ninh tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam với Đức và cả giữa Đức và Slovakia trong một thời gian. Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalina của chính phủ Slovakia lúc đó bị tình nghi là đã cho quan chức cao cấp của Bộ Công an Việt Nam thuê chuyên cơ bay từ Bratislava về Moscow mà các báo Đức đã nói là để chở người bị bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
chánh biện lý mới được bổ nhiệm Maroš Žilinka, hiện đang thực hiện điều tra vai trò của cựu bộ trưởng Kalina trong vụ này. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam và ưu tiên miễn thị thực nhập cảnh cho các nhà ngoại giao Việt Nam đã bị tạm ngưng sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cho tới nay chưa thấy có lời tuyên bố nào về việc phục hồi. Hàng trăm dự án Đức giúp đỡ, viện trợ cho Việt Nam cũng bị treo bấy lâu nay, đầu đã thấy nói tới việc kích hoạt trở lại. Một câu hỏi được đặt ra là, vì sao chính quyền Việt Nam đã không tính đến những thiệt hại nặng nề trên bình diện quốc tế đối với cả đất nước Việt Nam khi bất chấp luật pháp quốc tế tổ chức thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức?